chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, không có xếp hàng cũng không có người, cho nên á cái chợ Costco rất là trống luôn. Parking lot cũng trống luôn, các bạn có thể đậu những cái vị trí rất là gần Costco luôn. Quan cảnh rất là đẹp, người thì trống á. Ở trong Costco còn có nước rửa tay khử trùng nữa. Mình đi chợ rất là yên tâm trong những cái giai đoạn này. Trời ơi, chợ Costco nó trống rồi các bạn thấy không? Trời nó trống. Không có ai dành tính tiền hết, không ai đi chợ, không ai mua đồ hết. Mình do mình mua được nho to lắm. Đây, buổi tối mình chạy ngang Timmy Chan để mình mua đồ ăn tối. Ở đây có những thức ăn như Chinese food, seafood, là cánh gà, wings, and the chin. Rồi theo cái hướng gyro này đó là mình có cái menu ở trong cái lối mình gyro đây. Đó, nhiều cái menu ở đây rất là nhiều món. Đó, có giá luôn á. Giờ để coi mình muốn ăn cái gì nha. Fish and họ có cái cửa sổ đó, các bạn thấy cái xe phía trước á, họ dùng tiền họ trả là họ lấy order từ cái cửa đó. Bây giờ ở nước Mỹ này là chỉ sử dụng cái hình thức này, drive-thru này thôi, và cái drive-thru này thôi là rất phổ biến đó. Có người sẽ tiếp mình qua cái cửa sổ này. Yeah, can I get one barbecue rib and one fried rice combo, large. Anything else? That's it. Your total is $18.29. Hang on a minute. Thank you. Cái menu, quên cái gì xíu, cái bill là chúng ta ăn bữa tối gồm có cái BBQ, beef and cái Timmy fried rice mà có $19 thôi. Cho nên trong thời gian chúng ta đợi thức ăn. You can order by the window. Đây, có đồ ăn rồi. Ê, đây, một bịch to ơi là to luôn thôi. Sao có hai món mà nặng dữ vậy, to quá trời luôn nè. Đây, go, let's go.
ở Costco trái to lắm á các bạn. Một cái hộp như vậy là 5 bao, 5 bao là khoảng 2.27 kg. 2.27 kg là 5 bao đó, 5 bao nho này nè. Đó các bạn, thường mình nói là mua hàng về từ Mỹ về Việt Nam 5 bao là 5 bao là cỡ một cái nho này nè. Đó, một cái khẩu phần nho vậy thôi. 5 bao là mình ship được một chuyến về Việt Nam. Đó. Là khoảng 2 ký mấy nho nè, thấy không? Nho ở đây trái to lắm nè. Đó, nho Costco đó. Đó, họ bán trong một cái phòng lạnh đó. Có nhiều nho nè, nhiều cái mấy trái khác nữa, trái dâu, trái berry, nhiều blueberry, everything. Rất là ngon. Các bạn thấy nó còn phấn, còn mùi sương nè, nhìn ngon lắm luôn ha. Rồi, nhìn mê lắm các bạn. Mình thường mua cái cuốn màu xanh đó, nhưng mà không có lựa được nên thôi mua lấy vầy luôn nè. Đó, nó cũng còn ngon lắm nè ha. Trái to lắm luôn các bạn ơi. Trái ngon to lắm ha. Ở dưới cũng vậy luôn ha. Ở trên dưới như nhau nè. Nho to ơi là to luôn. Đó. Nho Mỹ nhà hàng chi đi cách ly nè, người ta thèm nho Mỹ là phải rồi. Các bạn thấy trái nho nó to không? Đó, nhìn mặt mê luôn á. Mình cũng mắc cười đòi mua nho Mỹ táo New Zealand ha. Trái nào ra trái nắng nhìn ngon ha. Còn cái cơm chiên hồi nãy ở thăm Timmy's Jens là đây nè. Đó, mọi người ăn rồi còn nhiêu đây nè. Các bạn thấy nó làm khéo ghê. Cái broccoli, cái bông cải xanh là còn nguyên nè. Cái đậu hạt đậu cũng tươi nữa ha. Hạt đậu cũng tươi mà cái bông cải cũng tươi luôn nè. Đó, rất là tươi. Có tôm, có thịt nè. Đó, tôm, thịt nè. Còn cái ribs của nó có nghĩa là thịt heo mà nó có gân á. Có một ít gân với một cái xương á, gọi là ribs. Thì mình ăn còn có một cây thôi. Ở trong một khẩu phần này có 4 cây, mình ăn còn một cây. Đó, cái cơm cũng còn một ít. Mình sẽ ăn trong buổi sáng. Mình tâm đắc nhất là cái nho này. Hồi chiều mới mua ở Costco, nó tươi ơi là tươi. Các bạn biết một trái nho nè, bỏ vô lòng bàn tay của mình nhìn rất là to. Như là các bạn biết một trái nho nó bự cỡ nào rồi. Đó, nguyên một cái hộp nho như vậy là 5 bao là 2 ký mấy đó. 2.27 kg. Nhìn mê lắm các bạn. Giờ mình chuẩn bị đi ngủ đây. Xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe, nhà nào cũng vui vẻ nha. Bye.